xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc giảm mạnh. Xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc giảm mạnh trong 2 tháng đầu năm nay, qua đó đã làm giảm đáng kể xuất khẩu rau quả nói chung. Theo Tổng cục Hải quan, xuất khẩu rau quả sang thị trường Trung Quốc giảm mạnh trong 2 tháng đầu năm 2022, khi chỉ đạt 261 triệu USD, giảm 25,8% so với cùng kỳ 2021. Do xuất khẩu sang Trung Quốc giảm mạnh, xuất khẩu rau quả đi tất cả các thị trường trong 2 tháng qua đạt 508 triệu USD, giảm 9,6% so với cùng kỳ. Xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc gặp khó khăn do bị ùn tắc tại các cửa khẩu biên giới đường bộ phía Bắc. Bên cạnh đó, từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, việc xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc phải thực hiện theo lệnh 248 và lệnh 249 về quản lý giám sát an toàn thực phẩm của Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Việc thực hiện các quy định này vẫn còn gặp nhiều trở ngại do hệ thống đăng ký doanh nghiệp nước ngoài trực tuyến của Hải quan Trung Quốc mới vận hành, nên tốc độ truy cập chậm, ngôn ngữ tiếng Trung, giao diện khó theo dõi. Việc phê duyệt mã sản phẩm của Tổng cục Hải quan Trung Quốc còn chậm và chưa có quy định về thời gian phê duyệt cấp mã số đăng ký doanh nghiệp. Trong khi xuất khẩu sang Trung Quốc gặp khó khăn, xu hướng chuyển dịch xuất khẩu mặt hàng rau quả sang các thị trường khác vẫn được duy trì, đặc biệt là xuất khẩu sang các thị trường yêu cầu chất lượng cao như Mỹ đạt 39,4 triệu USD, tăng 68,5%, xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc đạt 24 triệu USD, tăng 42,1%, Nhật Bản đạt 18,5 triệu USD, tăng 10,2%, Úc đạt 15 triệu USD, tăng 25,2%. Tỷ trọng xuất khẩu rau quả xuất khẩu sang các thị trường này đều tăng trong 2 tháng đầu năm 2022. Trên đây là thông tin kênh Nhà Nông Miền Tây cập nhật để quý bà con tham khảo. Cảm ơn quý bà con đã quan tâm đến thông tin của kênh Nhà Nông Miền Tây. Hy vọng kênh luôn cùng chung tay đóng góp và đồng hành với quý bà con ngày càng tốt hơn. Ngoài giá thực phẩm rau củ quả, kênh còn cung cấp giá mít, giá thanh long, giá sầu riêng, giá lúa, giá phân bón cho quý bà con tham khảo nữa nha. Cảm ơn thương hiệu đèn LED Asia Pacific Lighting đã luôn đồng hành cùng bà con nông dân tài trợ các chương trình của kênh. Quý bà con có nhu cầu mua đèn LED vui lòng xem thông tin trên màn hình nha. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây. Hãy nhấn nút đăng ký để theo dõi thêm nhiều thông tin của kênh. Xin kính chúc quý bà con nhiều sức khỏe, may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại!